Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Và đây là hỏi đáp cùng An Phát số thứ 2 với chủ đề là những thắc mắc liên quan đến laptop. Khách mời hôm nay mình mời đến đây để giải đáp cho các bạn thì có thể coi là một chuyên gia trong lĩnh vực laptop khi mà kiến thức của anh đã được trau dồi qua nhiều năm làm việc cũng như là niềm đam mê rất lớn của anh dành cho công nghệ. Anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Đức, hiện tại đang là phát triển kinh doanh sản phẩm cho bên An Phát. Thì nếu mà để nói là một chuyên gia thì mình không dám nhận đâu. Thì chủ yếu là mình có những cái thời gian khá là lâu để làm việc với laptop thì mình cũng có biết tương đối là nhiều. Thì có thể là thông qua những cái buổi này mình sẽ có những cái thông tin hữu ích để chia sẻ cho mọi người cũng như là học hỏi từ các bạn khán giả để xem là mình đang hỏng ở đâu hay như nào. Thì rất mong các bạn là hãy chia sẻ và comment nhiệt tình. Đấy, đưa ra những cái ý kiến để với mình cụ thể hơn về cái thông tin sau này. Vậy thì chúng mình sẽ bắt đầu luôn vào câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Okay. Câu hỏi thứ nhất thì là em nghe nói Nitro Tiger 5 bản RTX 3050 và bản 3050 Ti hiện tại không có must switch thì có nên mua không ạ? Nhu cầu của em thì chơi game nhẹ như là LOL và Genshin Impact thôi. Thực ra thì nếu như bạn nhu cầu chơi game thực tế như của bạn ấy thì theo mình thì mình không cần thiết phải quá quan trọng về must switch đâu. Thì hiện tại theo một số thông tin mình biết được thì bản Nitro 5 Tiger với RTX 3050, 3050 Ti thì sẽ không có max switch. Thì đối với những phiên bản mà sử dụng các màn hình RTX 3060 đổ lên ấy thì nó mới có cái max switch để cho các bạn hỗ trợ. Và quay trở lại việc với bạn chơi game thì đối với những tựa game nhẹ như LOL hay Genshin Impact ấy, thực ra thì với nhu cầu trải nghiệm như trên các con gaming hiện tại thì cái chất lượng màn hình của nó còn 60Hz đến 140Hz là rất là đủ để cho mình trải nghiệm hình ảnh đẹp hay là những cái mà tựa game các bạn chơi rất là tốt rồi. Trừ khi các bạn có nhu cầu chơi những game hardcore hơn như kiểu CSGO hay là Valorant thì các bạn mới cần một cái tần số quét thực sự cao, lúc đấy cái max switch nó sẽ thể hiện một cách cụ thể hơn. Đấy, còn khi bạn chơi những kiểu game AAA thì mình nghĩ là max switch nó không quá là thực sự quan trọng. Vâng, chúng ta sẽ đến luôn với câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai thì em có thấy trên các forum hay là nhờ cân màu màn hình, vậy thì cân màu này như thế nào và có tác dụng gì ạ? Em cảm ơn. Thực ra thì việc cân màu màn hình thì nó sẽ giúp ích cho những cái nhu cầu cụ thể về các bạn làm đồ họa hơn. Đấy, còn những chúng ta mà trải nghiệm đơn thuần chơi game thì cũng không quá là cần thiết cho lắm. Thực ra việc cân màu màn hình nó sẽ làm giảm cái độ sai lệch delta E trên các cái màn hình vốn có của nhà sản xuất. Nhưng mà các bạn lưu ý một chút, cái việc cân màu màn hình ấy nó sẽ đáp ứng rất là tốt khi mà các bạn cân trực tiếp trên cái con máy. Ví dụ như các bạn sử dụng PC thì các bạn phải cân trực tiếp trên cái con PC cắm vào cái màn hình đó thì nó sẽ cụ thể hơn cái thông số. Đấy, cho nên là việc cân màu ấy nó giúp rất là tốt cho các bạn làm đồ họa và các bạn rất là chi tiết về màu. Vâng, ra xin cảm ơn câu trả lời của anh Đức. Thì chúng ta sẽ đến luôn với câu thứ ba nhá. Câu thứ ba ở đây là cho em hỏi ai xài Acer Nitro 5. Lại một câu hỏi liên quan đến Acer Nitro 5 này. Lúc chơi Valorant lâu lâu thì có bị drop FPS sau quay lại bình thường không ạ? Nếu bị thì cho em hỏi cách khắc phục như thế nào? Thực ra thì trong quá trình bạn chơi game với trong tất cả các dòng laptop gaming ấy thì trước tiên là mình cũng cần muốn biết là thực tế là cái máy Acer Nitro 5 của bạn khi mà mua về các bạn đã lắp thêm RAM chưa? Vì hầu hết tất cả các tựa game hiện tại khi mà các bạn mua laptop gaming về thì mình khuyến cáo luôn là chúng ta nên lắp thêm một thanh RAM nữa để chạy dual channel. Đấy là cái một cách rất là tốt để làm sao cho cái băng thông khi mà các bạn chơi game hay là làm tất cả các công việc cụ thể các bạn sẽ không bị nghẽn. Thực ra thì về việc chơi game ấy, nó cái việc lắp thêm RAM nó cũng chưa phải là một cái cụ thể nhất để mà làm giảm cái tình trạng drop FPS. Nó cũng phụ thuộc do phần mềm, phụ thuộc do game chưa tối ưu với cả cái cấu hình của bạn, hoặc là cái cấu hình của bạn chưa nâng cấp driver lên cái mức độ tối đa thì cũng có thể nó sẽ bị xung đột nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mà cái cụ thể nhất hiện tại, nếu như máy bạn đã lắp đua 2 thanh RAM rồi thì bạn có thể kiểm tra lại về việc Windows hay là kiểm tra lại về phần mềm các đồ họa bạn đã tối ưu hết chưa. Thường thường những tựa game như vậy thì bạn cũng nên kiểm tra trong NV Control Panel. Nếu như tựa game của bạn chưa được tích hợp chạy ở chế độ card đồ họa rời, đấy, cái đấy bạn nên kiểm tra lại xem có bị tình trạng drop FPS hay không. Vì băng thông của các eGPU nó không thực sự là quá cao, cho nên là khi mà chạy những cái phân cảnh nó quá là nhiều chi tiết nó sẽ bị drop. Ok, tiếp theo sẽ là một câu hỏi cũng liên quan đến RAM luôn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Đó chính là RAM DDR5 cho laptop hiện tại đã có bán chưa ạ? Và giá cụ thể khoảng bao nhiêu?
Về RAM DDR5 thì hiện tại theo mình được biết thì giá RAM khá là cao. Với cùng một cái thanh RAM 8GB cho cùng một dòng thì cái chi phí của nó sẽ phải gấp đôi so với thanh RAM 8GB của DDR4. Nếu như bạn đã mua những cái con laptop mà đời mới và sử dụng RAM DDR5, ví dụ như Asus ROG Strix này, hay là Asus Zephyrus này, hay là con MSI GE67 chẳng hạn, thì bạn nên là cân đối trước khi bạn quyết định có nên lắp hay không. Thì cũng có thể là trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng tới thì giá RAM nó sẽ ổn định hơn và có thể tiếp đến với cái người dùng tốt nhiều hơn. Và đấy, các bạn hoàn toàn thì có thể tham khảo cũng như là theo dõi giá của các sản phẩm trên trang của anphatpc.com.vn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5, cũng là một câu hỏi liên quan đến linh kiện của laptop, đó chính là SSD Gen 4 với Gen 3 thì cái nào tốt hơn và có mã nào tầm 30 triệu có SSD Gen 4 chưa ạ? SSD Gen 4 hiện tại mình thấy là khá phổ biến rồi. Thì trên các cái dòng laptop gaming cao cấp của năm 2022, ví dụ như là ROG Strix của 2022 này, rồi MSI này, Vector đều đã sử dụng SSD Gen 4 rồi. Còn về hiệu năng thì SSD Gen 4 nó sẽ bằng không, nó sẽ cao gấp đôi so với SSD Gen 3. Nhưng mà để mà nó hoạt động được hết công suất hay không thì nó có liên quan đến rất nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là độ tản nhiệt này, rồi con chip điều khiển trên cái con SSD nó có thực sự là tốt hay không này, rồi còn phụ thuộc do cái bo mạch chủ trên cái con laptop đấy mà bên nhà sản xuất họ có tinh chỉnh nó có đạt được hiệu năng tối đa của SSD hay không, nó cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng nhìn chung thì SSD Gen 4 rất xứng đáng để đến mua. Và đó thì cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần hỏi đáp ngày hôm nay. Và nếu như mà phần hỏi đáp thứ 3 các bạn muốn về chủ đề gì thì hoàn toàn có thể bình luận ở dưới, cũng như là thắc mắc gì thì cũng có thể bình luận ở dưới để Alpha Computer có thể giải đáp cho mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Chào các bạn.